chưa? Quá chuẩn nha. Nhiều nước chưa? Rất nhiều nước đúng không? Nó đặc biệt rồi mà. Thì còn này đi. Còn này không ngon. Đây là chửa sáp. Chửa sáp ngon. Còn này. Còn này ngon này. Mọng này. Mày quay cả mặt tao này, đẹp dai này, mày chưa quay mặt kìa. Ô. Rồi hết cả càm. Hai quả đầy cốc à? Nó mặn lắm mà. Cái tô mà đá còn đường. Đúng không? Đá thôi, đường gì đâu. Đấy. Để cái kia đây.